Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Hạt giống nhỏ. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Có hạt giống nhỏ nằm ngủ yên trong lòng đất ấm trên một quả đồi cao. Vào một buổi sáng, từ hạt giống nhỏ nhú lên một cái chòi non tươi rói và xinh xắn. Nhờ cô mây tưới nước mát và ông mặt trời chiếu nắng ấm, chòi non vươn mình lớn nhanh thành cây non. Chẳng bao lâu, cây non đã thành cây cao to, khỏe mạnh. Sống một mình trên quả đồi rộng, cây to buồn lắm. Nó muốn có những cây khác làm bạn, hiểu mong ước của cây. Ông mặt trời, cô mây, chị gió đã bàn bạc, nghĩ cách để giúp cây. Chị gió bay đi kiếm những hạt giống nhỏ đem về, gieo trên quả đồi. Cô mây tưới nước mát, ông mặt trời chiếu nắng ấm. Thế là chẳng bao lâu, những hạt giống đó nảy mầm, vươn mình và lớn lên. Nhiều năm tháng trôi qua, giờ đây trên quả đồi đã có biết bao cây xanh luôn ở bên nhau và vươn lên giữa bầu trời xanh lộng gió. Hằng ngày, các chú chim sâu, gõ kiến, sơn ca bay tới đậu trên những cành cây, vừa bắt sâu vừa líu lo ca hát theo tuyển tập truyện thơ câu đố mầm non. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!